các bạn, Diêu Thông Minh là một trong những đơn vị phân phối và cung cấp hàng đầu sản phẩm iPhone, iPad. Thì nếu như bạn nào chúng ta muốn chọn những dòng sản phẩm iPhone 8, 8 Plus mà chưa đủ tiền thì hôm nay mình sẽ tư vấn cho bạn một sản phẩm với mức giá dễ chịu hơn nhiều và theo mình là đáng mua hơn cả iPhone 8 cũng như là 8 Plus. Thì đó chính là chiếc iPhone 4, một điện thoại ra mắt cách đây được 7 năm. Vì sao mình tư vấn là iPhone 4? iPhone 4 mặc dù nó không phải là siêu phẩm hàng đầu hiện nay, nhưng nếu về cái giá trị mà sử dụng hoặc là cái giá trị trải nghiệm mà vượt qua thời gian thì đây vẫn là một trong những chiếc máy có thể coi là huyền thoại của Apple. Diêu Thông Minh trước đây đã từng có một siêu phẩm gọi là iPhone 4S là một chiếc điện thoại chưa kích hoạt rồi. Và hôm nay thì mình tiếp tục giới thiệu chiếc iPhone 4, thậm chí nó còn ra mắt trước cả chiếc iPhone 4S. Và cái điểm nhấn của sản phẩm này đó chính là việc nó là những chiếc máy chưa kích hoạt. Và các bạn mua sản phẩm này sẽ được tự tay kích hoạt sản phẩm. Thì gần như đây là một cái hàng kịch độc và gần như không thể tìm được trên thị trường. Hôm nay mình sẽ có bài trên tay với mức giá của chiếc iPhone 4 chưa kích hoạt này chỉ là 1.590.000. Thì xem sản phẩm này có đáng mua hay không. Vâng, và trên tay mình chính là hai chiếc iPhone 4 mới 100%. Đây là hai chiếc máy chưa kích hoạt với hai màu đen và trắng. Hiện tại ở Diêu Thông Minh thì hai sản phẩm này đang được bán với giá là 1.590.000. Thì chúng có xuất xứ đến từ thị trường Singapore với mã là ZP. Thì ở đây các bạn thấy là cả hai sản phẩm này thì đều chưa kích hoạt và đang ở màn hình kích hoạt này. Thì các bạn đi mua hàng chúng ta sẽ lắp SIM và tự tay kích hoạt sản phẩm. Tuy nhiên khi kích hoạt lên thì nó sẽ không còn đủ bảo hành 12 tháng với Apple nữa, tức là nó sẽ bị trôi bảo hành. Tuy nhiên thì Diêu Thông Minh vẫn sẽ bảo hành 12 tháng phần cứng cho các bạn. Bởi đây là những chiếc máy mới 100%, máy trần, và khi các bạn mua thì sẽ được tặng kèm thêm sạc cáp XO chính hãng được 1 đổi 1 trong 1 năm nếu có lỗi nhà sản xuất. iPhone 4 hoặc là 4S thì nhiều người đánh giá hai sản phẩm này có cái thiết kế phải nói là đẹp cũng như hoàn hảo nhất trong những dòng sản phẩm của Apple. Với iPhone 4 thì chúng ta sẽ có một màn hình khá là nhỏ gọn là 3.5 inch và khi bạn cầm trong tay thì nó khá là cứng cáp và chắc chắn với cái khung viền thép và nguyên khối như này và hai mặt kính. Các bạn thấy kể từ khi iPhone 4 và 4S ra mắt thì rất nhiều những cái hãng thương hiệu khác họ cũng làm những sản phẩm có thiết kế tương tự như thế này. Apple thì những cái thiết kế của họ luôn đi trước thời đại và đến bây giờ thì iPhone 4, 4S khi cầm trên tay thì nó vẫn toát lên cái vẻ sang trọng và đẳng cấp. Có một điểm lưu ý cái sản phẩm này đó là khi các bạn kích hoạt lên thì nó sẽ chạy sẵn trên nền tảng iOS 7. Thì có nhiều bạn nói rằng là iPhone 4 thì nên chạy iOS 6 trở xuống thì nó sẽ tiết kiệm pin cũng mượt hơn. Tuy nhiên đó cũng là một lý do. Tuy nhiên theo mình thấy thì nếu như bạn nào chúng ta sử dụng nghe gọi nhắn tin không thì không vấn đề gì. Nhưng nếu bạn nào chúng ta cần cài đặt phần mềm để trải nghiệm những ứng dụng của nền tảng iOS thì với nền tảng iOS 7 nó sẽ tương thích với nhiều ứng dụng hơn và khi bạn chúng ta cài đặt sử dụng thì nó cũng dễ dàng hơn. Thay vì khi các bạn sử dụng iOS 6 thì có rất nhiều phần mềm nó hạn chế và nó không tương thích và các bạn sẽ không thể cài được trên ứng dụng App Store. Đó, iOS 7 thì các bạn sẽ cài được rất là nhiều ứng dụng một cách khá là thoải mái. Thì phiên bản trên tay của mình nó sẽ có bộ nhớ trong là 8GB là một cái bộ nhớ nó không quá lớn, như vậy khi chúng ta xác định sử dụng chiếc iPhone 4 này thì nó mang cái giá trị sưu tập nhiều hơn. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ sử dụng là một chiếc máy phụ, các bạn có thể nghe gọi đồng bộ danh bạ cũng như là trải nghiệm những ứng dụng cơ bản như nghe gọi, nhắn tin hoặc là lướt web đọc báo cơ bản thôi. Còn để dùng chiếc iPhone 4 mà để chơi game cũng như là thực hiện những cái ứng dụng nặng thì theo mình nghĩ là không hợp lý, các bạn có thể nâng cấp lên sản phẩm cao hơn. Đó thì iPhone 4 trên tay mình bây giờ với mức giá là 1.590.000 thì nó là một trong những sản phẩm có thể nói là huyền thoại của Apple ra mắt cách đây 7 năm. Tuy nhiên cái độ hot của nó thì vẫn là nhiều người thích ở Việt Nam. 4S thì vẫn luôn được nhiều người tìm lựa chọn trên thị trường. Và hiện nay các bạn mua chỉ mua được máy cũ thôi, còn khi đến Diêu Thông Minh các bạn sẽ có một chiếc máy mới hàng hiếm cực độc như thế này với giá là 1.590.000. Thì nếu như bạn nào chúng ta cần một sản phẩm với cấu hình cao thì các bạn có thể tham khảo với những sản phẩm Fujitsu hoặc là Sharp với mức giá chỉ từ 1.500.000, như là những sản phẩm Fujitsu F01F, F05F. Đó thì nếu như bạn nào chúng ta cần một sản phẩm ưu tiên cái độ mượt mà, một sản phẩm đến từ một thương hiệu lớn với một thiết kế phải nói là vượt thời gian, vẫn là một sản phẩm đẳng cấp thì các bạn có thể sử dụng chiếc iPhone 4. Đó, đây chính là sản phẩm này thì các bạn có thể qua tất cả showroom của Diêu Thông Minh trên toàn quốc. Còn bây giờ xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.